trường hợp những gia đình có người thân mới chết, phải làm gì để giúp đỡ được cho người chết đúng theo chánh pháp? À, bây giờ trong gia đình mấy con có một người thân chết, thì tất cả những người thân của cái người chết đó đều là giữ gìn năm giới, ăn chay hết, ước nguyện cho cái người thân của mình sẽ do năm cái giới luật này sẽ tái sanh làm con người, hoặc là đã sanh bất cứ ở đâu, dù là thành một con vật nào đó, thì con vật đó khi mình giữ gìn năm giới, cả gia đình của mình giữ gìn năm giới, con vật đó sẽ chết một lần nữa, nó sẽ tiếp tục tái sanh làm con người liền tức khắc. Chứ không khéo nó sanh làm con cào cào với nhũi cháu cháu, nó cũng cả năm ba tháng một năm nó mới chịu chết đó, thì chắc ông bà mình nó thành cháu cháu chắc khổ vô cùng. Không, mấy con biết không? Cho nên vì vậy hôm nay khi có người thân mình chết, tức là chết là tái sanh rồi, nó tiếp tục nó tương ưng nó đi sanh rồi, chứ nó không phải chờ đâu. Nhưng mình muốn chuyển được cái nghiệp của cái người đó, đó trở thành cái nghiệp người, và trở gặp được chánh pháp của Phật. Những người mà thân của người mất đó, đó đều là giữ gìn năm giới, ăn chay hẳn hoi hoàn toàn, giữ gìn năm giới, không tham lam trộm cắp, không tính toán hơn thua để mà làm ra tiền bằng cách mà gian xảo. Làm đúng nghĩa của nó là không tham lam, đó là đúng theo năm giới của Phật. Thì trong năm giới đó là năm cái tiêu chuẩn để mà tạo thành một con người. Thì do đó mấy con giữ gìn đúng năm giới, ước nguyện rằng cái người thân tôi đã mất theo năm giới này mà sanh làm con người, thì cái ước nguyện của mấy con sẽ đạt được cái mục đích đó. Theo luật nhân quả, mỗi người ra đời thọ mạng đau bệnh là do nhân quả. Gieo những ác nghiệp, nay nếu mình làm chủ sinh già bệnh chết, có trái với luật nhân quả. Làm chủ luật nhân quả chứ không có trái nhân quả. Nghĩa là cái người làm chủ sinh già bệnh chết là làm chủ nhân quả. Nhân quả không chi phối mà được đâu. Còn mấy con đang bị nhân quả chi phối. Còn người ta làm chủ, làm chủ như thế nào? Một người làm chủ sinh già bệnh chết thì họ phải có tuệ tâm minh rồi. À, bây giờ thầy đặt ra những vấn đề. Thay vì thầy chưa tu chứng thì 10 giờ ngay tại ngã ba ở kia sẽ có cái tai nạn giao thông xảy ra, sẽ cán thầy gãy chân. Cái nhân quả của thầy mà thầy tu chưa chứng á, thì thầy nó tới đó, nó giục thầy đi tới đó đó, nó cán thầy gãy chân đó, rồi kéo thầy nằm nhà thương để trả cái quả. Nhân quả mà, trước kia thầy cũng đập họ gãy chân, bây giờ thì xe cán thầy gãy chân trở lại, đó là một cái bình thường thôi. Nhưng mà khi thầy tu chứng mà thầy biết là đúng là 10 giờ sẽ có cái xe màu xanh màu đỏ gì đó sẽ cán thầy tại đó, thầy biết trước mà, bởi vì tệ tâm minh của người ta mà. Còn nó không có thời gian, cho nên nó biết về tương lai của nó thì nó điên diện đến đó cho xe cán nó. Thầy đâu có ngu, có phải không? Thì như vậy là thầy chuyển nhân quả. Chỉ có người ngu mới đi đến đó để đưa chân cho nó cán thôi, chứ còn thầy đâu có ngu. Mà thầy biết rồi thì đâu có ngu. Trừ ra có thầy không biết á thì thầy phải chịu. Nhưng mà thầy là một người có trí tuệ tâm minh rồi, tuệ tâm minh rồi, thì cái trí tuệ đó nó không bị thời gian ngăn, nghĩa là không bị tương lai, nó biết rõ về tương lai mà, cho nên nó thông suốt về tương lai. Quá khứ nó thông suốt, hiện tại nó thông suốt, ba thời gian của nó chỉ là một thôi, cho nên nó biết rõ. Thì nó không ngu gì nó đến đó cho xe cán nó gãy chân. Bộ gãy chân bộ sướng lắm mấy con, cho nên nhất định nó không đi. Không đi làm sao xe cán nó. Mà qua giờ đó thì tức là nhân quả chuyển rồi, đâu còn nữa. Các con hiểu chưa? Cho nên nhân quả, nó làm chủ nhân quả, chứ đâu phải là nhân quả làm chủ nó được. Còn mấy con chưa tu á, mấy con mù mờ, đầu óc mấy con không biết, cho nên mấy con bị quy luật nhân quả sai. À, nó giục mấy con rồi, chạy ra đó, hoặc ở ngoài kia la gì đó, chạy ra dòm, không ngờ là chạy ra dòm cái xe đụng mấy con. Các con hiểu chưa? Cái quy luật của nhân quả nó vậy. Cho nên ở đây á, chẳng hạn nào như thay vì thầy có thân cũng như mấy con, thì cái giờ bây giờ thay vì thầy phải đau nhức cái đầu gì, thì cái nhân quả mà, hồi đó thầy cũng bóp đầu người ta đau thì bây giờ thầy phải trả thôi chứ gì. Nhưng mà thầy tu xong rồi, thầy tu xong rồi, ý thức lực của thầy nó quá mạnh mà. Thọ là vô thường, giờ này mày sắp sửa đau cái đầu đi ra, ở chỗ này không phải chỗ mày đau. Nó nghe thầy truyền lệnh nó hoảng hồn, nó xách gói nó chạy ra, nó đâu còn đau đầu thầy. Cho nên thầy chuyển nhân quả. Mà chuyển nhân quả mấy con biết không? Bây giờ mấy con cũng chuyển nhân quả được nữa, chứ không phải đợi tới thầy tu như vậy mà thầy tắc ý đâu.
Thầy tác ý có nghĩa là nó không còn đau. Còn bây giờ mấy con chuyển nhân quả, mấy con đừng có sợ nhân quả. Nó nhức cái đầu bây giờ, cái giờ này mấy con trả cái nhân quả là mấy con đau cái đầu cái gì? Thọ là vô thường, ta chẳng sợ đau đầu đâu. Cho mày đau đi, ta không sợ chết đâu. Còn thản nhiên, tâm bất động thanh thản. Con chỉ ngồi trong vòng nửa tiếng đồng hồ, 30 phút hoặc là 1 giờ thôi, cái thọ nó cũng lui mất. Nó đầu hàng trước cái ý chí dũng mãnh, cái sự chuyển biến thay đổi nhân quả của nó. Nó không sợ nhân quả là nhân quả thay đổi liền. Còn mấy con nằm xuống mà rơi nó thì nhân quả nó khoái lắm. Nó hành hạ mấy con, nó tiếp diễn. Còn mấy con không sợ nó thì nó sẽ hết. Cho nên mấy con nghe thầy dạy, một cái số Phật tử họ đâu có tu được như thầy đâu, họ chưa có làm chủ sanh già bệnh chết, nhưng họ liều à, họ nó tầm bất động thanh thang lạc vô sự, chẳng sợ cái bệnh này đi, họ không thèm đi uống thuốc. Nhưng mà sau thời gian sau đó họ đi bác sĩ khám hết bệnh rồi. Các con thấy có nhiều Phật tử đã nghe lời thầy mà cái tinh thần họ vững vàng là họ đã chuyển được nhân quả họ đó, chứ chưa phải họ tu tới nơi tới chốn đâu. Thầy biết đây là tính lực, cái lòng tin của họ ở Phật pháp là cái chỗ này, cho nên họ không hề dao động trước cái nhân quả của họ, cho nên họ đã đuổi được bệnh. Đó thì mấy con thấy nó cụ thể, nó rõ ràng, nó lợi ích gì như vậy. Chỉ có tính lực là mình đã làm chủ rồi. Pháp môn định niệm hơi thở gồm có 19 pháp môn. Từ hơn một năm nay con hành theo pháp môn thứ 6, an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Mỗi ngày tập 30 phút. Vì già yếu, bệnh mãn tính, như vậy có sai không? Có phải tập lại từ pháp môn thứ nhất đến số 19? Dạ, hết câu 2. Rồi, để thầy dạy cho. Về pháp môn hơi thở, thí dụ như bây giờ thân mình bệnh mà mình muốn dùng cái đề mục để đối trị cái thân bệnh, thì an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Mà mình hít vô thở ra 5 hơi thở rồi tác ý nữa, cứ 5 hơi thở, cứ bền chí tu tập tác ý câu đó, bệnh sẽ hết, bệnh gì cũng hết. Chứ không phải, không phải đợi tu cho từ cái đề mục thứ nhất mà cho đến cái đề mục thứ 19. Không phải đợi tu, tu một đề mục đó mà thôi, trị bệnh đủ rồi. À, mấy con thấy không? Nhưng có điều kiện là mấy con ngay vô cái đề mục trị bệnh mà mấy con sao mình cũng tác ý để trị bệnh mà giờ nó mệt quá. À, đó thì bắt đầu mấy con phải trở về cái đề mục thứ nhất để rèn luyện từ cái hơi thở bình thường, rồi bắt đầu hơi thở dài, hơi thở ngắn, để cho mình quen đi với cái hơi thở, để sau khi mình trị bệnh là mình đã không bị rối loạn hô hấp. Các con hiểu chưa? Còn bây giờ mấy con vô ngay cái đề mục này để trị bệnh mà mấy con không bị rối loạn hô hấp thì ngay đó mà cứ mà vô mà trị, cần gì mà phải luyện hơi thở chứ cho cực, phải không? Trừ ra mấy con bị rối loạn hô hấp thì mấy con phải trở về luyện hơi thở. Còn nếu mà sự thật ra mấy con luyện mấy con cứ thấy mệt không được thì không nên dùng hơi thở, mà nên dùng cánh tay đưa ra đưa vô để đấu trị. Đó thì tại vì an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Thì an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô, thì nó cũng là như giống hơi thở, nhưng mà nó không rối loạn hô hấp. Mấy con có phải đưa tay ra vô làm sao mà nó làm cho mình mệt, có đúng không? Mình thay đổi cái hành động hơi thở thì thay đổi hành động thân. Các con hiểu không? Phải linh động, phải khéo léo. Phật pháp người ta dạy nó hay lắm mấy con. Cho nên đối trị mấy con đừng có tập nhiều mà cực. Ngay thân mấy con bệnh gì thì ngay đó cái thân của các con, thì các con sẽ sử dụng một cái đề mục đó mà chuyên cần. Lúc nào rảnh thì mấy con cứ tập đuổi bệnh, tập dùng cái câu đó tụi. Bởi vì cái pháp như lý tác ý mà. Thì cái câu mà an tịnh thân hành, tức là thân phải an ổn, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết thân phải an ổn, không có bệnh đau, tôi biết tôi hít vô, tôi thở ra. Thì cái mục đích con muốn nhắc nó vậy, thì nhắc nó vậy thì mai mốt nó sẽ an ổn, nó không đau. Có phải không mấy con thấy không? Đó là ý thức lực của mấy con đã sử dụng ngay trên cái câu mà Đức Phật đã ghi chép trong 19 cái đề mục của định niệm hơi thở, để giúp chúng ta dễ dàng có bài bản để tu tập. Đơn giản quá. Cho thầy câu hỏi 3. Hít vô thở ra đều bằng đường mũi hay có thể thở ra bằng miệng? Vì khi mệt thở ra bằng miệng sẽ khỏe hơn. Xin thành kính cảm tạ. Sự thật ra thở thì phải bằng mũi.
mà thở bằng miệng thì nguy hiểm. Tại sao? Nếu mà chỗ này cái vùng ô nhiễm, mấy con thở bằng miệng vi trùng nó sẽ vô, còn thở bằng mũi nó sẽ lượt, nó đỡ mấy con rồi. Cho nên thở thì thở bằng mũi, bởi vì con người ta mới cái miệng để ăn chứ không phải cái miệng để thở mấy con. Mà sinh ra con người cái miệng để ăn chứ không phải miệng để thở, cho nên cái lỗ mũi để thở chứ cái lỗ mũi để ăn sao? Mấy con làm ngược, cho nên miệng mà thở là làm sai, các con làm ngược, cho nên phải tập thở. Dù thở không được thì cũng phải tập thở cái lỗ mũi chứ đừng có thở cái miệng, không? Nhưng mà vì cái lỗ mũi nó nghẹt quá thở không được, tôi ráng tôi thở tôi sống. Chứ còn nếu mà thở được thì tôi kiếm làm sao cho thông suốt cái lỗ mũi tôi thở là tốt nhất. Nó làm cho cơ thể chúng ta khỏe hơn là chúng ta thở miệng.